Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chỉ một bước lấy hết bụi bẩn ở quạt, không tháo lồng, không cần nước vẫn sạch bong. Quạt máy là vật dụng không thể thiếu trong mùa hè này. Tuy nhiên vì sử dụng nhiều và liên tục nên nó rất dễ bị bám bẩn, ẩn chứa nhiều vi khuẩn độc hại. Lâu ngày quạt sẽ chạy chậm dần, nhanh nóng máy và độ mát không còn được cao như trước nữa. Gần đây chị em chân yếu tay mềm muốn lau dọn quạt nhưng lại không biết cách, ngại tháo lắp tung ra nên đã truyền tay nhau một cách vệ sinh quạt khá đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng. Không cần tháo, không cần dùng nước mà quạt vẫn sạch bong, ai thử cũng thành công mà chỉ mất đúng 5 phút. Đầu tiên, hãy nhìn xem chiếc quạt của gia đình mình có cấu trúc lồng ra sao, một vòng hay hai vòng tròn cố định các nan lại với nhau. Sau đó xác định chỗ có nhiều bụi bám bẩn nhất, thông thường là khu vực lồng gần động cơ. Chuẩn bị một miếng xốp cọ rửa thông thường, lấy dao khứa và cắt nó thành những miếng vuông nhỏ như trong hình. Sau đó bơm nước rửa bát hoặc dung dịch tẩy rửa lên miếng cọ cùng với một ít nước. Đặt miếng cọ vào lồng quạt, lau theo hướng từ trong ra ngoài. Khi thấy miếng cọ bẩn thì đem rửa sạch với nước rồi tiếp tục lại lau sang vị trí khác. Cứ lau đi lau lại toàn bộ nan quạt cho tới khi sạch bóng là được. Cuối cùng hãy dùng một miếng khăn hoặc rẻ lau sạch, lau đi chất tẩy rửa, nước rửa bát còn dính trên lồng quạt là xong. Vậy là đã hoàn thành rồi. Với cách này chị em nên sử dụng thường xuyên, tốt nhất là 2 lần trong một tuần để đảm bảo quạt luôn được sạch sẽ như mới. Ngoài ra đối với những chiếc quạt đã để bám bụi không sử dụng quá lâu ngày rồi thì mọi người nên sử dụng cách dưới đây để vệ sinh từ trong ra ngoài nhé. 1. Vệ sinh đầu quạt. Đầu tiên, phải ngắt nguồn điện và thực hiện tháo rời toàn bộ lồng, cánh đầu ra khỏi thân quạt. Lúc này có thể dễ dàng nhìn thấy bụi bẩn đang bám dính ở khắp nơi. Dùng bàn chải đánh răng để vệ sinh từng kẽ hở. Lưu ý, chỉ dùng bàn chải khô để phủi bụi chứ không được dùng nước hay dùng dung dịch tẩy rửa. 2. Vệ sinh khung và cánh quạt. Lấy giấy báo trải lên sàn, đặt lồng quạt lên rồi thêm một lớp giấy báo ở trên cùng, làm tương tự như vậy đối với cả cánh quạt. Đổ nước vào bình phun và phun lên khắp tờ giấy báo cho ướt nhưng đừng để ướt đẫm làm báo bã ra nhé. Để khoảng 5 phút thì lấy lớp báo ra làm tương tự với bên cánh quạt. Bằng cách này không tốn công sức chà cầu kỳ mà bụi bẩn trên khung lồng và cánh quạt vẫn bay hết. 3. Vệ sinh thân quạt. Về phần thân quạt, chị em pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1. Sau đó nhúng khăn vào hỗn hợp rồi lau lên thân quạt là được. Giấm và nước sẽ giúp làm sạch và loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn bám dính, rất hiệu quả. Vậy là xong rồi, vừa đơn giản lại tiện lợi thì còn chần chừ gì nữa mà không làm ngay nhỉ? Hè sắp tới rồi, mọi người cần vệ sinh quạt thường xuyên để giúp quạt bền lâu, chạy khỏe và mát hơn các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. 2 cách thông bồn cầu đơn giản, hiệu quả 100%. Với 2 cách này, bồn cầu của bạn sẽ luôn thông thoáng mà không cần dùng đến chất tẩy hóa học. Tắc bồn cầu là câu chuyện hay gặp tại mỗi gia đình. Nguyên nhân có thể là do bể phốt đã đầy hay do chất thải đổ xuống toilet chưa được xử lý. Điều này gây ra không ít phiền toái cho chủ nhà cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Thông thường khi ấy, điều đầu tiên bạn nghĩ ngay đến chuyện sẽ kiếm dụng cụ để luôn vào ống bồn cầu hoặc gọi dịch vụ thông bồn cầu. Tuy nhiên, chi phí cho việc gọi dịch vụ là tương đối cao. Vì thế, khi thấy bồn cầu tắc, bạn hãy áp dụng thử 2 cách thức này, đảm bảo việc giải quyết vấn đề tắc nghẽn bồn cầu vệ sinh không còn là điều khó khăn nữa. 1. Giấm và băng kinh soda. Hỗn hợp băng kinh soda và giấm sẽ tạo ra phản ứng hóa học, giúp bồn cầu đang tắc sẽ nhanh chóng được thông. Chuẩn bị băng kinh soda, giấm, nước nóng. Thực hiện bước 1, cho khoảng 1/4 cốc băng kinh soda vào bồn cầu. Bước 2, sau đó từ từ đổ một chai giấm vào nhà vệ sinh. Khi đổ giấm vào, bạn sẽ thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt. Bạn chỉ nên cho khoảng 1 cốc giấm thôi, vì nếu cho quá nhiều sẽ tạo ra phản ứng mạnh, có thể làm tràn ra ngoài. Hãy để yên như vậy trong vài phút nhé. Bước 3, bạn đổ vào bồn cầu 3-4 lít nước nóng. Nên nhớ, lượng nước đổ vào không chạm vào thành bồn cầu.
Bước 4, sáng hôm sau, bạn hãy ấn nút xả bồn cầu 1 đến 2 lần, lặp lại tất cả các bước trên cho đến khi bồn cầu vệ sinh được thông hút, thêm giấm và baking soda nhiều hơn cho mỗi lần thực hiện. Lưu ý, cách này không hiệu quả trong trường hợp bồn cầu bị tắc do vướng các vật cứng, ví dụ như một món đồ chơi của trẻ em. 2. Nước rửa bát và nước nóng. Nước rửa chén có thể giúp bạn làm thông tắc bồn cầu vệ sinh bằng cách phá vỡ vết dầu mỡ, chất bẩn và làm trôi rác thải. Chuẩn bị nước rửa bát hoặc dầu gội. Dầu gội không có được hiệu quả như nước rửa bát, nhưng nó cũng có thể là một sự thay thế lý tưởng trong trường hợp bạn không có nước rửa bát lúc đó. Nước nóng. Thực hiện bước 1, cho vài giọt nước rửa bát vào bồn cầu. Bước 2, bạn cho khoảng 0,9 lít nước nóng vào bồn vệ sinh. Lưu ý, độ nóng của nước vừa phải vì nước nóng quá sẽ làm hỏng lớp gạch men của bồn cầu. Bước 3, sau 20 phút hãy xả nước bồn cầu. Sau khi xả xong mà vẫn chưa thông thì nên chuyển sang cách khác. Chúc các bạn thành công. Chỉ cần chút bia uống dở sau một đêm đã diệt sạch muỗi trong nhà hơn cả phun thuốc. Nếu ai đang tìm cách diệt sạch muỗi trong nhà thì nên thử ngay, vừa đơn giản vừa rẻ tiền lại mang lại hiệu quả cao. Hè đến là cái nhà mình nhiều muỗi ghê các bạn ạ, con thì còn nhỏ, chỉ lo muỗi đốt con. Tôi đã thử nhiều cách mà không hiệu quả mấy. Dùng chai xịt thì mùi hắc, ngửi vào đau cả đầu. Hôm qua có đứa bạn sang chơi, nó mới mách cho tôi cách diệt muỗi trong nhà hay lắm, chỉ dùng bia thôi các bạn ạ. Tôi đã thực hiện được một tuần và thấy đỡ hẳn, các bạn thử dùng xem sao nhé. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị. Bia. Bia có thể là bia uống dở, bạn có thể thay thế bằng men rượu, bột giặt, đường trắng và nước, dao để cắt chai nhựa. 2. Cách làm. Bước 1. Dùng dao cắt rời thân chai nhựa sao cho độ dài phần trên, phần cổ chai bằng 1/3 chiều dài của chai. Bước 2. Lấy phần đáy chai vừa cắt và đổ vào đó một chút bia khoảng 1/3 thể tích phần đáy chai. Bước 3. Đổ thêm xà phòng dạng bột hoặc bột giặt vào với bia nhằm tiêu diệt muỗi khi chúng rơi vào bẫy. Bước 4. Tiếp tục đổ thêm một chút đường trắng để thu hút muỗi. Bước 5. Đổ vào dung dịch vừa rồi thêm một chút nước, sau đó dùng đũa gỗ quấy đều. Bước 6. Quay ngược phần nắp chai xuống dưới và đặt chồng lên phần đáy chai vừa có dung dịch bia, xà phòng, đường vừa làm. Bước 7, cuối cùng bạn chỉ cần đem đặt những chai dung dịch này ở những nơi muỗi thường bay tới như góc tủ, góc bếp, gầm giường. Muỗi sẽ bị dụ vào những cái chai này và bị tiêu diệt trong đó, không thể thoát ra được. Các bạn cũng có thể dùng bia và đường, bột giặt hoặc có thể pha dung dịch nước đường cộng baking soda rồi đổ vào phần đáy chai cũng đều có tác dụng thu hút muỗi và bẫy chúng hiệu quả. Ngoài ra còn có một số cách diệt muỗi đơn giản khác. Các bạn có thể tham khảo xem nhé. 1. Chanh và hoa đinh hương. Nguyên liệu gồm có một vài quả chanh, một ít hoa đinh hương khô có thể mua ở các tiệm thuốc Bắc, thuốc Nam. Cách làm như sau. Bổ quả chanh ra làm hai theo chiều ngang. Lấy ra một lượng hoa đinh hương khô vừa phải, sau đó cắm phần thân hoa vào các mặt của tép nước của nửa quả chanh. Cắm dày và đều khắp các mặt của quả chanh, làm y hệt như phần nửa quả chanh còn lại. Nếu nhà rộng, có thể cắm như vậy với vài nửa quả chanh nữa, sau đó mang chúng ra đặt ở các góc nhà, có thể đặt trên bàn phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh hay những nơi mà muỗi hay bay đến. Nếu muốn sạch sẽ hơn, bạn có thể đặt nửa quả chanh vào một chiếc bát nhỏ. 2. Diệt muỗi với xả và rượu trắng. Nguyên liệu cần chuẩn bị 10 đến 12 cây xả, 200ml rượu trắng, 200ml nước lọc. Cách làm: cho xả và rượu ngâm trong 3 ngày, sau đó cho toàn bộ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn và lọc lấy nước. Khi sử dụng tinh dầu xả, các bạn cho vào một chiếc hũ nhỏ, sau đó cắm que tre khô vào để khuếch tán mùi hương. 3. Nến trong vỏ cam. Nguyên liệu: vỏ của 2 đến 3 quả cam. Nến. Cách làm: sau khi ăn cam xong thì để lại vỏ, gắn nến vào phần vỏ cam rồi thắp theo cách thông thường, đặt vào trong những góc khuất trong nhà. Nếu muốn có hương thơm rõ ràng hơn, hãy khía lỗ ở nửa vỏ quả cam còn lại rồi đậy kín lại. Chỉ cần đốt vỏ cam một tiếng trước khi ngủ là bạn sẽ thấy ngay được hiệu quả đấy. Chúc các bạn thành công! Chỉ với 3 giọt dầu gió, muỗi nhiều cỡ nào cũng dắt nhau đi hết với những mẹo sau.
các mẹ hãy áp dụng ngay những tuyệt chiêu vô cùng đơn giản với dầu gió sau để tiêu diệt lũ muỗi đáng ghét nhé. Vào mùa hè, bị muỗi cắn là một trong những vấn đề khiến chúng ta khó chịu nhất. Các bệnh do muỗi truyền có khả năng gây tử vong cao gồm sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da, bởi muỗi có khả năng là vật trung gian truyền bệnh giữa người với người hay giữa động vật và người. Khi nhà có trẻ nhỏ, việc phòng chống muỗi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thay vì sử dụng các loại thuốc xịt côn trùng độc hại, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe gia đình và chính bản thân mình bằng những phương pháp đuổi muỗi từ dầu gió rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Dầu gió là một sản phẩm khá thông dụng, luôn có sẵn trong mọi gia đình. Ngoài công dụng để chữa đau bụng, đau đầu, say tàu xe thì nó còn có một công dụng khác rất hữu ích, đó là đuổi muỗi. Thành phần chính của dầu gió là tinh dầu bạc hà. Các nhà khoa học cho biết tinh dầu bạc hà có chứa chất ngăn chặn muỗi hiệu quả gấp 10 lần đít thành phần được tìm thấy trong các loại hóa chất đuổi côn trùng. Hơn nữa, trong cây bạc hà còn chứa chất neptalatone, một loại tinh dầu mà muỗi không thể chịu nổi. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy áp dụng ngay cách dưới đây để đuổi sạch sẽ muỗi ra khỏi nhà mình nào. Cách 1, đuổi muỗi bằng nhỏ dầu lên nhang muỗi, chuẩn bị dầu gió và nhang muỗi. Cách làm, trước khi đốt nhang muỗi, bạn nên nhỏ 2-3 giọt dầu gió lên vòng nhang. Cách này không chỉ giúp phòng ngủ không bị nồng nặc mùi nhang mà còn rất hiệu quả trong việc đuổi muỗi tránh xa. Cách 2, nhỏ dầu gió lên màn. Với nhiều gia đình không quen đốt hương muỗi, có thể nhỏ vài giọt dầu gió quanh màn sẽ vừa giúp cải thiện bầu không khí, vừa làm tăng khả năng xua đuổi muỗi. Cách 3, nhỏ dầu gió vào nước tắm. Pha nước tắm ở nhiệt độ 30-40 độ C rồi nhỏ vào đó vài giọt dầu gió, sau đó tắm bằng nước pha với dầu gió, đảm bảo bạn sẽ không bị muỗi đốt trong cả ngày, hơn nữa còn tạo ra mùi thơm dễ chịu nữa đó. Cách 4, nhỏ dầu gió lên cánh quạt điện. Thêm một cách hữu dụng nữa bạn nên thử ngay, đó là nhỏ vài giọt dầu gió vào cánh quạt điện. Khi bật quạt để ở chế độ quay, dầu gió sẽ được thổi đi từ cánh quạt lan tỏa ra khắp phòng, khiến muỗi chỉ còn nước chạy thật xa. Cách 5, đặt lọ dầu gió mở nắp ở góc phòng, góc nhà. Bạn có thể đặt 1-2 lọ dầu gió mở nắp ở góc phòng, góc nhà, những nơi tối tăm mà muỗi hay tụ tập. Hương dầu gió sẽ làm cho bọn muỗi sợ và không dám bén mặt đến chỗ đó nữa. Ngoài ra, cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào bất kỳ nơi nào trong nhà là cửa ngõ cho muỗi bay vào để chắn đường chúng nhé. Ngoài dầu gió, còn có những cách hết sức đơn giản để xua đuổi muỗi mà bạn có thể thực hiện ngay. Đốt một ít vỏ cam quýt khô trong phòng nếu muốn thay cho hương muỗi, vừa có tác dụng đuổi muỗi, vừa làm không khí trong phòng dễ chịu hơn. Dùng 2 miếng hồi ngâm nước nóng, sau đó dùng nước này để tắm rửa, đảm bảo muỗi sẽ không dám bén mảng tới gần cơ thể bạn. Đốt bã lá trà đã được phơi khô hoặc lá ngải khô, khói từ lá bị đốt tỏa ra cũng có thể đuổi muỗi nhanh chóng. Kể cả trong trường hợp nhà có trẻ nhỏ, bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng một trong những cách trên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.